Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với SNews. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật và hấp dẫn có trong ngày. Trên mạng xã hội hiện nay đang rò rỉ thông tin diễn viên Trương Thế Vinh đang hẹn hò với Trâm Anh, Á quân The Face năm 2018. Thời gian vừa qua, cái tên Trương Thế Vinh và Thúy Ngân chắc hẳn là một trong những cặp đôi được dân tình đẩy thuyền mạnh mẽ nhất Vbiz. Hết lần này đến lần khác lộ hint hẹn hò với nhau, thế nhưng cả hai người vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Vậy mà vào tối ngày 12 tháng 10 vừa qua, trên mạng xã hội lại liên tục xuất hiện thông tin nghi vấn diễn viên Trương Thế Vinh đang hẹn hò với một người khác, không phải Thúy Ngân, mà chính là Trâm Anh, Á quân chương trình The Face 2018. Theo đó, dân tình đã soi ra hình rõ nhất chính là tấm ảnh nam ca sĩ chụp với chú chó có bộ lông vàng kèm theo phụ kiện đặc biệt ở cổ, giống hệt hình ảnh chú chó được Trâm Anh đăng tải vào ngày 28 tháng 6. Điều đáng chú ý trong thời gian vừa qua, cả Trương Thế Vinh và Trâm Anh cũng như Thúy Ngân cũng vừa có cơ hội tham gia chung trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Nhiều người cho rằng từ thời điểm này, đằng trai và đằng gái đã bắt đầu bén duyên với nhau. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là những suy đoán từ một bộ phận cư dân mạng. Hiện tại, chính chủ vẫn chưa có thông tin nào lên tiếng chính thức. Chúng mình là SNews, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức này.